Thì mình có cái shop ạc, đó là shop ntvff.net nha các bạn ơi. Thì các bạn có thể lên đây ủng hộ mình, và các bạn có thể là nhận được các kim cương ở đây. Và ngoài ra còn có các ạc ở đây, thì các bạn có thể là ngoài ra các bạn có thể là lựa chọn nha. Ồ, thanh niên đi đâu vậy? Đi chơi, trời ơi. Lâu ngày quá không gặp. Nữa. Thì hết đất không chưa? Hả? Hết đi học rồi. Hả? Hết rồi đi học rồi. Mày bị ép không đúng không? À. Mày qua đây mày lấy cho tao rồi sao? Bị rồi mà. Bị nào? Bị nào hả? Rồi. Quả này sao quả đầu tóc nhìn rất chi là đẹp trai. Rồi có cá mồi. Cá sùi. Hả? Đang sùi á. Sao giờ này ẩn danh đi đâu mà lâu thế? Thì giữ em. Hả? Giữ em với học. Giữ em với học à? Ờ. Bữa nay qua phá nhà mày được không? Phá phá nhà. Có hàng em phá rồi, gì ít chút qua phá nữa. Được không? Mày muốn tao qua phá được không? Không. Trời. Không sao đâu, qua cho mấy cảnh thôi. Ok các bạn ơi, thì nay anh Phú đã quay trở lại rồi các bạn ơi. Thì sẵn đây là mình nghĩ là mấy cái bạn chôn để chôn nữa. Thì trời, người ta mới quay trở lại mà còn chôn nữa. Không chôn gì tầm này, người ta cách kiểu con là điếu sao? Qua đây chơi có việc gì hay là qua đây ngồi chơi game? Qua đây thấy có sự kiện mới nên là kêu chút lấy nữa. Và cái sự kiện mới? Sự kiện gì? Có bộ đồ gì vậy? Thanh niên kêu bỏ game, các bạn bữa nó kêu là mình là bỏ game, nó không bao giờ nó chơi game nữa. Vậy trời. Chứ sao nữa? Chứ sao nữa? Ok, lấy bộ đồ gì? Ai biết. Đâu có đọc tên đâu mà biết, thấy bộ đồ đẹp thì ra nói chút thôi. Thanh niên đẹp game. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô xem thử là bộ đồ gì và sẽ lấy cho Phú Chạy Châu nha. Sao tình hình giờ này bất ổn không? Ủa? Ủa gì? Thế nào đây? Thế nào chứ? Nít mày nít ai? Nít mày á? Ừ. Trời ơi. Rồi nít mày nay có vẻ xinh nhỉ? Xinh sò con bò nha. Ờ, xinh như. Hả? Xinh nhỉ? Ờ, sao ơi bị xinh luôn. Trời ơi, xinh ghê á. Sao lấy bộ đồ nào đâu? Đồ. Đủ. Đồ này đi. Lấy bộ đồ đó hả? Ờ. Xem thử quy đổi, xem thử vô quy đổi, xem thử là bao nhiêu. 79, xem thử là nó còn có gì nữa không. Ủa cái này. Ủa cái này lại. Vô xem có hiệu ứng trái tim các kiểu con này đéo coi nè. Làm gì hiệu ứng trời hành động mà. Đâu xem hành động coi nè. Tự nghe nói mày bỏ game rồi mày. Nói trái tim. Sao hả? Lấy cái bộ đồ nam đúng không? Ờ. Ok chưa? Okay. Đủ kim cương không vậy? Đâu. Thôi để nạp thêm, lấy thêm đi. Thì mình có cái shop ạc, đó là shop ntvff.net nha các bạn ơi. Thì các bạn có thể lên đây ủng hộ mình, và các bạn có thể là nhận được các kim cương ở đây. Và ngoài ra còn có các ạc ở đây, thì các bạn có thể là ngoài ra các bạn có thể là lựa chọn nha. Sao vô chưa? Coi. Hả? Rồi. Đu ngon lành liền. À. Bao nhiêu 1.800? Đu lên tới 1.800 luôn hả? Cả 8 kim cương. Hả? Cả 8 kim cương mà. À hồi nãy có 100 à 615 kim cương rồi. Rồi ok, bây giờ mình vô mình chọn 1.300 để mình quay thử coi. À, ok. Rồi. Để từ quá. Gì vậy? Nó giảm giá hả? Vô vô, nó giảm giá kìa, 30%. Mắc luôn. Hả? Mở 10 hộp luôn. 10 hộp luôn. Mở. Úi giời. Đủ. Đủ. Mặt Thái Lan. Mày. Thái Lan vô. Để coi thử anh. Ô mình 40 triệu rồi kìa. Ừ. Tiếp. Ok. Rồi qua hộp. Mở full luôn. Full luôn á. À, nó có vé giảm giá đúng không? Đó 1.300 kìa. Mở 1.300 từ từ. Từ từ. Chọn cái không, ấn xuống, ấn xuống, ấn xuống. Vẫn. Xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa. 1.300 mà. Rồi, 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 cái 1.300 đó, đúng rồi. Đó, thấy không, thấy vé giảm giá không? Từ từ, ủa sao Phú không có vé giảm giá 700 kim cương hả? Có. À, quên, phải ấn tới 2.000 chứ mình quên. Lộn các bạn. Mở cái này hơi bị nhiều luôn á. Trời, khô máu đi bạn ơi. Khô máu không? Trời nha. Ừ. Ok. Đủ, 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 đủ. Phê tay không? Trời. Yeah. Phê đu giật dư luôn. Đu. Tiếp thôi. Dư luôn. Dư luôn rồi.
xem coi, xem quy đổi coi. Đổi 3 bộ luôn. Đúng. 137. Ôi vãi cái trưởng các bạn ha. Đổi luôn nha. Đồ. Đồ trang bị luôn đồ. Từ lấy cái lưỡi hái đi. Lưỡi hái mày có chưa hay lấy cái hành động kìa. Hành động đẹp hơn chứ. Lưỡi hái có chưa? Bố xem thử là cái lưỡi hái có chưa? Bố xem thử. Chưa có cái lưỡi hái nổi đó. Quầy thanh niên, quầy, này ngon các bạn. Đây làm quả đầu tư chất chơi người dơ không? Chưa có cái lưỡi hái nữa. Hả? Chưa có cái lưỡi hái nữa đó. Lấy lưỡi hái đi. Cái gì? Lấy lưỡi hái đi. Ờ, lấy lưỡi hái đi. Kệ nó. Lâu lâu chơi đầu tư lớn luôn đúng không? Sợ gì mới rơi đúng không? Đúng rồi. Còn 20 hiệu nữa. Đủ. Mấy lưỡi hái đẹp nhờ. Đẹp, đẹp không? Đẹp ghê. Bao đẹp luôn các bạn ạ. À, ủa còn còn hành động nữa này hả? Ờ mà thôi đổi cái gì nhỉ, xem bữa còn bao nhiêu. Đổi thức ăn cho bé hả? Thôi đổi thức ăn cho bé đi, thôi dư quá trời luôn á. Này lấy cỡ khoảng 1000 kim cương là được á. Rồi nãy mà vậy là bộ này cỡ 500 mấy kim cương thôi á, phải không? Phải không? Phải mà. Sao mình lố với tay dữ vậy? Mình ơi, mình chơi lớn luôn mà. Rồi vô test ở trong cái khu huấn luyện xem thử vài ván xem coi phút. Dạo này thể hiện lên tay má huyền thoại 16 rồi, đỉnh nhỉ. Đâu biết đâu, ai cày chứ đâu phải phút cày đâu mà. Hả? Không chơi đâu. Huyền thoại 16 má đỉnh, hơi bị chất chơi người chơi luôn á. Lâu quá rồi không phút. Dạo này học hành là sao rồi? Bình thường à. Chuẩn bị thi, chuẩn bị nghỉ hè chưa? Chuẩn bị nghỉ hè á. Ờ, chuẩn bị nghỉ hè gì chưa? 5 tuần nữa. Vãi cái trưởng gì 5 tuần nữa? Đúng rồi, 5 tuần nữa. Trời ơi, vãi cái trưởng 5 tuần nữa luôn. Hơi bị lâu đấy nha, hơi bị lâu đấy nha. Chứ rồi, mang Kenta rồi. Hả? Mang con Kenta rồi. Không sao, không sao, vô thiền trình mình quên sót con đi. Bữa bữa cái cây, bữa cái cây, mấy cái cây gì chú Quỳnh lấy cho mày, cái cây gì nhỉ? Sắp trên mà kiểu sắp trên gì nhờ? Long tộc hả? Không. Khẩu màu xanh á hả? Ờ. Khẩu màu xanh á hả? Ừ, chết chóc à? Ừ, chết chóc á. Không, cái khẩu kia kìa. Cái khẩu. Long tộc. Hả? Khẩu mà có cánh. Ờ đúng rồi. Rồi lấy mấy cái cây long tộc chứ, xong rồi lấy mấy cái cây này. Lúc biết đâu có kim cương. Mày vô trong kem mày quan sát xem nữa chúng thằng nào không? Được đâu. Hả? Thử được coi. Vậy? Thử coi, thêm thử trình độ mình xem coi. Ok luôn. Bóng kêu ra. Khỏi cần chơi, khỏi cần bóng. Đủ. Đủ. Đủ, đủ, đủ. Thôi, thôi, thôi. Bước chơi đi thằng. Ủa, cái này lâu rồi bắn không được. Hả? Thôi bắn MB đi. MB hả? À. Vô. Thế thì trình MB cho mình xem đi bạn. Bắn MB đi, bắn một con búa không được đâu. Ui dồi ôi, thế này là toan, thế này là hỏng rồi. Ok. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Đông quá. Đông quá hả? Trời ơi, thể hiện thêm ván nữa coi nào, xem thử là trình độ mình tới đâu nào. Dạ. Hết xây con bà bảy. Dạ. Dạ. Cho bánh xài. Rồi, rồi, vô. Đủ, quá dữ luôn bà con ơi. Thôi, mình bỏ game đi chứ, mình bắn vậy là toàn lắm rồi.